Đây là loại động vật sống, nó đẻ có lứa có thì, chứ không phải sản xuất đồng loạt như các loại máy móc hay là các thiết bị khác. Và một điều bà con khá là quan tâm đó là giá chồn như thế nào. Và từ trước đến nay thì nó vẫn thường dao động từ... Chồn thuộc loại động vật hoang dã, thuộc nhóm 2B. Trong tự nhiên, có rất nhiều loại chồn, nhưng loại chồn có giá trị kinh tế cao nhất và cũng được nhiều người quan tâm, chăn nuôi nhất là chồn hương và chồn mốc. Chính vì đây là loại động vật hoang dã, không nuôi tràn lan như con động vật thông thường, nên thị trường tiêu thụ rất lớn. Từ một người chăn nuôi nhỏ lẻ mà chị Nhung đã nhân giống và sinh sản ra được nhiều cá thể chồn hương và chồn mốc để có thể bán giống cho bà con. Hôm nay, chị Nhung sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình về chăn nuôi hai loại chồn này cho bà con và giá thương phẩm cũng như giá thịt của chúng. Xin chào bà con, tôi xin giới thiệu, tên tôi là Bùi Hồng Nhung, chủ chuỗi các trang trại chăn nuôi động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam. Hiện tại thì tôi đang có các cơ sở chăn nuôi, nhân giống và bảo tồn tại Hà Nội, Phú Thọ và Cần Thơ. Để nhắc đến chăn nuôi chồn thì hiện nay nhiều người rất là đang quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì giá trị kinh tế của chúng rất là cao và cái thức ăn chăn nuôi thì đơn giản và cái chi phí thấp. Nhắc đến chăn nuôi chồn thì rất là dễ, nhưng để tạo cái kinh tế cao từ con này thì không phải là đơn giản. Bà con cần phải hiểu các kỹ thuật chăn nuôi, các độ tuổi khác nhau thì bà con mới có thể để cho chồn đẻ sai và đạt được cái hiệu quả kinh tế như mong muốn. Thực ra khi chăn nuôi con chồn hương hay con chồn mốc thì rất là đơn giản, không cầu kỳ. Chủ yếu bà con phải biết lựa chọn được cái nguồn thức ăn, đâu là thức ăn không đảm bảo để loại trừ và đâu là thức ăn đảm bảo sạch sẽ để cho chúng ăn. Nếu bà con đảm bảo được cái vấn đề này thì bà con đã thành công về vấn đề chăm sóc con chồn. Nhưng mục đích cuối cùng khi chăn nuôi của bà con không phải là chăm sóc chúng thật tốt để nó phát triển thật tốt, mà làm sao để cho chúng sinh sản tốt, đẻ sai nhất có thể để tạo ra lợi nhuận cao nhất cho bà con. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ vấn đề này với bà con. Chồn, thức ăn chính là chuối. Ngoài ra cần bổ sung thêm dinh dưỡng qua các loại thức ăn như cá, thịt, đầu cổ gà. Lượng thức ăn của chồn rất ít, chúng không ăn nhiều như con lợn hay các loại vật khác, nên chi phí thức ăn tương đối thấp. Nhưng ngoài chăm để chúng lớn và phát triển thì quan trọng hơn cũng là mục đích chính là sinh sản nhân giống, giúp bà con có thu nhập cao, thì bà con cần phải chú ý các vấn đề sau đây. Điều đầu tiên là bà con phải chọn được con giống chuẩn, tránh chọn nhầm những con thải loại khiếm khuyết để cho gây ra cho cái tình trạng mà đẻ không được tốt. Về cái chồn hương và chồn mốc ấy, thì điểm chung để mà chọn giống tốt đó là sao? Đó là mắt sáng, mình dài, lông mượt, nhanh nhẹn. Khi để mà một con giống tốt, khi bà con không có kinh nghiệm đi chọn, bà con nên nhìn cái đôi mắt của chúng. Kể cả đối với những con giống mà bà con đi chọn vào ban ngày, chồn hương ấy và chồn mốc thường có tập tính là ban ngày nó ngủ. Nhưng để mà một con giống khỏe mạnh thì kể cả khi ngủ, bà con nhìn vào đôi mắt của chúng thì chúng vẫn rất là sáng. Nó khác hẳn là ví dụ như là vào những con mắt lờ đờ, hơi đục một chút thì chứng tỏ những con đấy nó đang không khỏe mạnh, nó đang có vấn đề về sức khỏe, bà con không nên chọn. Và tiếp theo nữa, khi bà con mua ở tháng tuổi nào thì sẽ có cân nặng ở độ tuổi đấy, nó sẽ theo một cái mức tiêu chuẩn, chứ bà con không nên mua gọi là đi quá ham cân nặng thì là sẽ mua nhầm phải những con ví dụ là thương phẩm chẳng hạn và không đạt chất lượng. Khi con giống đến độ tuổi sinh sản thì bà con nên chú ý đến các biểu hiện lên giống của từng cá thể, bởi vì nếu khi bà con không biết mà bỏ qua lỡ mất một lần lên giống thì phải đợi thêm 20 ngày sau con giống mới lên giống lứa tiếp theo. Không những vậy, bỏ qua quá nhiều lần, chồn sẽ chai lì và không lên giống nữa. Vậy biểu hiện chồn lên giống như thế nào thì chị Nhung sẽ chia sẻ với bà con ngay sau đây. Tiếp theo, khi đến chăn nuôi những con chồn đến độ tuổi sinh sản thì bà con cần phải để ý các biểu hiện của chúng. Ví dụ như mà bà con thấy nó sục sạo quanh chuồng, mà sục sạo hơn mọi ngày, thì tiếp theo bà con lên xem là ví dụ có những con nó sẽ ăn ít đi một chút hay là thậm chí bỏ ăn. Đối với những trường hợp như vậy, bà con nên kiểm tra thêm là phân, để là có thể là nhầm lẫn với ví dụ rối loạn tiêu hóa.
Nhưng nếu mà phân vẫn bình thường thì bà con phải xem xét đến hoa của chúng. Nếu hoa sưng đỏ thì bà con sẽ đợi sau tầm khoảng 2 hôm, đợi thời gian chín muồi thì sẽ ghép con đực vào. Mà ghép con đực nào ấy thì bà con, để mà con đực tốt nhất thì bà con nên chọn một con đực sục sạo nhất chuồng lúc đó. Bởi vì sao? Khi con chồn lên giống thì con cái tự nhiên nó sẽ phát ra một cái gọi là một cái xạ riêng để cho con đực phát hiện, và con đực nào sung nhất thì chúng sẽ sục sạo chuồng mạnh mẽ hơn con khác, thì bà con hãy ghép với con đực đó thì chất lượng sinh sản rất là tốt. Trại chị Nhung có xuất bán chồn giống cho tất cả bà con. Chị chia sẻ, tại trang trại chị, trước khi xuất bán đã tiêm phòng và chọn lọc những con giống chuẩn. Ngoài ra, chị tự tin bảo hành con giống cho bà con. Nếu con giống có bất kỳ vấn đề nào, chị Nhung có các chính sách đổi trả hợp lý. Khi bán giống cho bà con thì thường nhà tôi đã chọn lọc tất cả những con giống tốt, khỏe và đã được chọn từ dòng giống, ví dụ là con mẹ đậu nhanh và đẻ sai, chăm con khéo. Nhưng thực ra thì sẽ có những ngoại lệ, ví dụ lứa đầu, lứa hai nó đẻ rất là tốt, chăm con rất là khéo, nhưng mà đến lứa thứ ba sẽ có một ngoại lệ, tuy nhiên là nó cũng không nhiều, nhưng sẽ có khả năng là nó sẽ kém hơn một chút. Nhưng những trường hợp đấy thì bà con không phải lo, bởi vì nhà tôi sẽ có bảo hành sinh sản. Nếu mà bà con thấy đẻ kém, không được cái năng suất như bà con mong muốn, thì tôi sẵn sàng hỗ trợ cho bà con đổi những con giống khác để bà con có thể đạt được cái kết quả sinh sản tốt nhất. Vì thực ra tôi rất mong muốn bà con cùng tôi để phát triển được cái mô hình chăn nuôi con chồn này, làm phát triển kinh tế cho gia đình. Khi bắt tay vào chăn nuôi loại động vật hoang dã mới mẻ này thì bà con luôn quan tâm giá bán ra và giá giống khởi đầu như thế nào, thì sau đây chị Nhung sẽ bật mí cho bà con. Và một điều bà con khá là quan tâm đó là giá chồn như thế nào. Thì hiện nay và từ trước đến nay thì nó vẫn thường dao động từ rơi vào tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8 trên 1 kg. Và giá giống chồn sẽ rơi vào từ 6 triệu đến 14 triệu. Các trang trại chọn lựa, tuy bà con không có kinh nghiệm nhưng bà con cũng có thể được nhìn được qua bề ngoài. Ví dụ con chồn có khỏe mạnh hay không, con chồn có tật nỗi gì không. Để một trại sinh sản thường thì sẽ có tất cả các loại độ tuổi cho bà con lựa chọn. Bởi vì sao? Đây là loại động vật sống, nó đẻ có lứa có thì, chứ không phải sản xuất đồng loạt như các loại máy móc hay là các thiết bị khác. Khi bà con đến một trang trại mà sẽ chỉ toàn một lứa tuổi, nhất là những cái loại lứa tuổi to rồi, thì thường bà con nên suy nghĩ lại để chọn những trang trại đấy bắt về làm giống. Bởi vì bà con có khả năng sẽ bắt nhầm phải những trại mà bắt những con thương phẩm về theo lô thì nó chỉ có hàng loạt một độ tuổi to đấy thôi. Vậy là khi đã là trại sinh sản thì cần phải có đầy đủ các lứa tuổi, bởi vì đây là một con vật sống, chúng sinh sản có lứa, có đợt, không thể ồ ạt một lứa tuổi. Không có con nhỏ làm sao có con lớn, không có con lớn thì sao có con nhỏ. Các loại máy móc thì muốn là có thể sản xuất ra hàng loạt giống nhau, nhưng con vật thì không. Vậy nên chị Nhung khuyên tránh xa những trang trại chỉ có một hai loại tháng tuổi, vì rất dễ mua nhầm hàng loạt hàng loại và thương phẩm về nuôi sẽ không sinh sản tốt được. Tôi mong rằng khi bà con bắt giống từ trang trại về thì hãy giữ liên lạc và liên lạc thường xuyên với chủ trang trại, bởi vì đây là một con động vật sống, nó sẽ có cách chăm sóc riêng, chuyên sâu riêng theo từng tháng tuổi. Ví dụ như 3 tháng tuổi chăm sóc khác, những cái loại độ tuổi chuẩn bị lên giống cách chăm sóc khác, và những cái con mà đang ôm con hay là vừa mới tách mẹ thì có cách chăm sóc khác nhau. Vậy nên bà con hãy liên lạc thường xuyên với chủ trại. Chăm sóc những con này ấy, phải tính bằng năm, bằng tháng. Chúng ngồi một chốc một lát, tôi không thể chia sẻ cho bà con hết được. Mà nếu mà tôi có chia sẻ cho bà con thì chưa chắc bà con đã nhớ hết. Khi bà con chăn nuôi con vật này thì nhà tôi có làm hợp đồng bao tiêu đầu ra trong vòng 10 đến 15 năm cho bà con yên tâm. Và rất mong bà con có thể chăm sóc con chồn này thành công. Nếu bà con nào đang tìm hiểu chăn nuôi con chồn này, hãy liên hệ trực tiếp cho chị Nhung. Chị sẽ tư vấn miễn phí cho bà con, không cần bất kỳ điều kiện nào. Chị chia sẻ rằng
mong cho tất cả bà con được biết đến và thành công với mô hình chăn nuôi con chuồn này.